Tanco House được tính toán để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho một gia đình nhỏ. Đặc biệt, ngôi nhà có hệ thống thông gió thụ động vào mùa hè và hệ thống sưởi ấm áp cho mùa đông. Nằm sâu trong một thị trấn được bao quanh bởi những ngọn núi và sông hồ, nhu cầu sinh hoạt của gia chủ Pet Tanco House đi theo thiên hướng tối giản đặc trưng của người Nhật. Tường ngoài ngôi nhà sử dụng chất liệu gỗ tùng của địa phương kết hợp mái tôn chống nóng. Cả hai vật liệu này đều được sơn trắng đồng bộ tạo thành một khối hình học thống nhất. Thay đổi diện mạo ngôi nhà mang hơi hướng hiện đại là cách gia chủ bắt nhịp với cuộc sống kiểu mới và thay đổi thẩm mỹ quan của một thị trấn với những ngôi nhà truyền thống. Trong một thiết kế nhà với hình dáng đơn giản, Pet Tanco House vẫn có được một không gian sống đầy đủ chức năng trong một giới hạn ngân sách hiệu quả.